Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc con bướm như thế này. Các bạn sẽ bắt đầu cho mình bằng 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó nối vào chân của mũi xích đầu tiên bằng một mũi trượt. Tiếp các bạn móc cho mình 4 mũi xích. 1, 2, 3, 4 mũi xích. Sau đó móc cho mình 3 mũi móc kép đôi. Mũi móc kép đôi các bạn sẽ quấn 2 vòng trên kim. 1, 2 vòng. Các bạn rút lần thứ nhất qua 2 sợi. Lần thứ 2 qua 2 sợi. Lần thứ 3 qua 2 sợi còn lại. Tiếp tục sang mũi thứ 2 các bạn cũng móc giống như vậy. Mũi thứ 3. Sau đó các bạn móc cho mình 4 mũi xích. 1, 2, 3, 4 mũi xích. Hạ xuống bằng 1 mũi đơn. Tiếp tục. Móc cho mình 4 mũi xích. 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn lại móc cho mình 3 mũi móc kép đôi. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Tiếp các bạn lại móc cho mình 4 mũi xích. Sau đó hạ xuống một mũi đơn. Thứ hai cánh đầu tiên. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi xích. 1, 2. Sau đó móc cho mình 2 mũi kép. 1 mũi kép này. 2 mũi kép này. Tiếp tục. Các bạn móc cho mình 3 mũi xích. 1, 2, 3. Sau đó hạ xuống chân này cho mình một mũi trượt. Đây chính là mũi bông dâu. Tiếp đó các bạn hãy móc cho mình 2 mũi kép. 1, 2. Sau đó các bạn hãy móc cho mình 2 mũi xích. Hạ xuống một mũi đơn. Tiếp các bạn hãy móc cho mình 2 mũi xích. Sau đó các bạn hãy móc 2 mũi kép đầu tiên. Gây 3 mũi. Tiếp tục. Các bạn hãy hạ xuống đây cho mình một mũi trượt. Sau đó các bạn hãy móc cho mình 2 mũi móc kép tiếp. 1, 2. Tiếp các bạn gây cho mình 2 mũi xích. Sau đó các bạn sẽ hạ xuống chân này cho mình 1 mũi trượt. Như vậy là mình đã móc xong con bướm. Các bạn sẽ làm dâu. Các bạn buộc vào đây. Sau đó mình thắt nút cái đầu của đầu len này vào. Tiếp sang bên này cũng vậy.
Các bạn cắt cái phần thừa đi. Sau đó các bạn thắt nút vào. Ở đây các bạn có thể cuốn thêm vòng để cho cái mình này nó to hơn. Như vậy là mình đã móc xong con bướm. Chúc các bạn thành công.